Anh em thợ rừng chào các bác. Chào các bác nha. Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn. Anh em bắt đầu đi kéo điện các bác. Cách đây 2 hôm thì anh em đã đổ được đế cột rồi, bê tông cũng khô rồi. Thì hôm nay là dựng cột và kéo được dây. Kéo về đi xem là điện có khỏe không để anh em đi trả cái tay phát. Nếu mà điện mà khỏe thì có thể hôm sau em sẽ đem máy tính lên trên này rồi kéo mạng nữa thì ở trên này làm việc luôn cũng được. Em xin đem cái cột nhá. Vân chị à? Ủa dạ. Anh xin 7 cột tay điện chứ. Vâng. Ui giời nặng. Tạ cơ mà. Đấy, được 2 cái bánh rồi đấy. Còn chưa lấy 2 cái nữa thôi. Còn nói nhỉ. Thoải mái. Dây này là chập đôi rồi đó. Cuộn đôi rồi. Chập đôi. Cái này nó vẫn thấy nhỉ, bằng xoay được ạ. À, lấy vào ngoài nhỉ? Đâu, em thấy dây điện thường thường là vẫn xoắn kiểu này mà. Lấy vào ngoài đỡ xoắn hơn. Năm trăm mét cơ mà. Tới đâu rồi? Em kéo tới cầu rồi, nếu mà còn kéo tiếp là hết rồi, kéo đến ao luôn rồi. Anh chẳng thiếu mấy. Lên đến ao rồi á? Thế thì khoảng thiếu khoảng hơn 100 mét thôi. Hơn 100 mét rồi đấy. Đúng rồi, kéo kéo dồn hết lên bãi cho nó gần. Nhà mình thôi. Vâng. Thế tính ra là cũng có hết mấy giây đâu nhỉ? Không hết mấy. Không đến một cây số mà. Vâng. Này cột này mới 500. Thế là thành ra là hết đâu khoảng tầm 700-800 mét thôi. Đấy, bởi vì là tự kéo lên đến bơ đập rồi tự. Quá bơ đập rồi anh ạ. Quá bờ rồi. Quá bờ rồi thì từ đấy sang bên nhà thì chắc là tầm cho là 200 mét. Vâng. Thế là cột dây khoảng tầm 700 thôi. Ờ, thế tính ra là từ hôm giờ mình cứ tính dôi tiền nhưng mà thật ra nó cũng không... Đâu, cái này chẳng qua mình làm lấy ấy. Ờ. Mà qua bên... À đúng rồi. Thì nó khác. Cái này. Tính ra là chi phí là mỗi cái chi phí là mua thôi, dây dợ với lại là cột thôi. Còn công thì anh em tự làm rồi cho nên là nó cũng đỡ đi. Chứ mấy hôm mình cứ tính lên tầm 20-30 triệu, 30-40 triệu. Cũng ngoài, cái tầm đấy thì không lắp được. Dây nhà em dùng này là dây đôi, có nghĩa là trong một cái cuộn như vậy thì họ đã cuộn sẵn, đã chập sẵn hai đôi lại rồi, hai dây lại rồi. Cái này thì anh em ra ngoài tiệm rồi mua thêm cái móc. Cái móc này là buộc lên đầu cột, treo lên đầu cột, sau đấy thì kẹp hai dây lại. Ở trong cái móc thì nó có cái miếng cao su cách điện rồi. Nên là cái này thì anh em dùng cột sắt nhưng mà tuyệt đối là nó cũng an toàn. Bởi vì... Ok ok. Để mấy cột cái gì dư ra một ít. Cái mà đấu điện vào dây này thì thôi để nhờ mấy anh thợ điện anh lắp cho thôi. Anh em mình kéo lấy dây thôi. Kéo
cho nó an toàn. Thứ hai là cũng đúng chuyên môn, đúng mảng. Bây giờ mà thợ rừng mà nhảy cả vào thợ điện nữa là hết việc. Đấy, cái cổng điện của anh em là cái màu xanh ấy, cái gọi là cái gì anh em nhỉ, cái automat à? Là cái cổng chờ sau này anh em sẽ lắp vào đấy. Công tơ nhà mình nhá. Ô, thì nhà ấy cũng có tên, nhà mình ghi ngay qua thợ rừng với anh ạ. Chú giữ cột nhá, với tham nhau lại rồi cây bên này đỡ thêm vào cho nó chắc cây rồi. Đỡ hơi căng dây lên, đấy, đấy, giữ căng dây. Rồi cho vào đây đã tư ơi. Từ từ anh ơi. Chơi vụ cá cược không? Đây là tới cột cuối cùng. Cá không? Anh có mà anh đang đoán là vào đến nhà luôn đấy. anh thì đoán được không tới cột cuối cùng. Cược. Cược không? Tối nhắm món gì? Đấy, một cân thịt trâu. Một cân thịt trâu. Trâu giờ này ăn nhiều rồi. Không. Mực nghe. Mực có loại mực hai bàn tay này. Trời. Nhà lại không có gì ngoài điều kiện. Mực nha. Anh Nam bảo mực gì mực bằng hai bàn tay kìa. Anh Nam theo đuổi nào? Anh đó. Tới anh cái cuối cùng không? Khi nào kéo hết dây là hết là đến nơi. Anh em kéo đến cột cuối cùng rồi các bạn, còn dư từng này dây này mà đang cược nhau là xem là sang đến bụi tre hay là sang đến cái cột cuối cùng hay là vào đến nhà. Em bắt luôn cái kèo lớn luôn vào đến nhà luôn. Còn tự là đến cái cột cuối cùng của anh Tư bảo đến đâu đến bụi tre thôi. Nhưng mà nhưng mà có nghĩa là nhá, sang đến cái cột đến cái bụi tre của anh Tư là thò ra một phân thôi là anh Tư cũng thua. Không, cột cuối cùng trên kia mà. Anh Tư là cột cuối cùng hả? Từ cái đoạn bụi tre ấy lên cái cột cuối cùng trong khoảng đấy là anh thắng, còn quá cái đây là anh thua. Rồi. Thế thôi, thế để anh với anh Tư thôi. Để anh với anh Tư chơi vụ này thôi. Cột cuối cùng ở trên anh Tư chơi hả? Thì thằng Tư cũng bảo lên đến đâu, Tư bảo đến đâu. Không đến rồi, thế thì hai ông cùng nhau. Không,
thì lại không. Quá bụi tre mà. Thì quá bụi tre nhưng mà chưa tới cái cột cuối cùng. Rồi rồi ok. Ok. Còn anh nhá, còn anh là cứ qua cột cuối cùng là anh ăn. Anh qua cột cuối cùng anh ăn. Rồi ok, chơi luôn. Em cứ kém cột cuối cùng là em thua. Rồi rồi, ok, chốt qua, cùng ăn luôn nhá. Chốt món gì đây? Mực nhá, mực mực khô nhá. Rồi, kéo cái kia đã nhá. Để tự kéo dây dần nhá, em tới hai anh em lắp trên đấy đi nhá. Úi giời ơi, kèo này mình ăn rồi, mình ăn rồi. Kèo của anh tỷ lệ thắng được 30% thôi. 30 thì bên này còn một đống dây thế này. Dây mà còn chưa thắng mà, dây còn chưa kéo thắng, kéo căng cơ mà. Không ăn cái gì nhà ăn được à? Anh thích ăn cái gì cũng được, kèo này em thắng rồi. Ô thôi bỏ mẹ rồi, sao càng ngày càng thấy ít dây được. Xong rồi. Mất con mực rồi. Đây. Hết cỡ rồi anh ơi. Rặn 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 thêm nữa cho em lấy 1 mét anh ơi. Em thua mất con mực rồi. Ui chà, nào. Ô, quá ổn rồi, ok rồi. Quá đi. Quay rặn 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 thêm lên 1 mét, 2 mét. Chồng có quà được cái cây cuối cùng. Đến đâu rồi tự? À, thiếu nhiều lắm anh ạ. Thiếu nhiều. Nhưng mà chắc chắn là qua được bụi tre đúng không? Chắc chắn qua được bụi tre anh Tư là thắng rồi. Thôi thế cũng được. Cứ qua rồi đến bờ không cần phải nối dây là con mực là cũng đáng để liên hoan rồi. Chỉ sợ là thua kèo thì cũng đáng luôn. À, thua cái kèo nhưng mà cũng vui. Được việc. Nói chung bây giờ cũng chả biết thế nào, tự an ủi thôi chứ bây giờ biết thế nào được. Còn hai cây cuối cùng. Đến đâu rồi? Vương. Cây đây chưa bỏ này. Bên ngoài, cây đang bên ngoài. Cây dưới hồ. Mình muốn ra lấy cái thuyền chèo ra đi. Nó đoạn nào đấy? Đây này. Ô, mắc mãi vào đây này. Mắc cứng như thế này rồi. Có lên được không? Hay là phải không lên được. Không ăn rồi. Hay là tháo cái bè ra, đứng trên bè kéo chéo sang bờ này có khi được này. Bây giờ chỉ cần cái đầu dây kia, thả cái đầu dây đi, anh rút đầu dây sang bên hà kéo ra đấy. Đúng rồi, thả đầu dây ra đi. Thả đầu dây anh Tư đưa đầu dây vào phía em này kéo ra được này. Còn nếu không được thì chèo hẳn sang bờ bên kia rút ngược lại. Đúng không? Không chắc được bởi vì tự lại kéo bên kia sang mắc ở đây mà. Vâng. Kéo căng rồi. 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 Anh Năm ơi, dây anh Năm ơi. Rồi, né thuyền ra. Theo cái theo dây kéo bên đầu bên này. Kia bung rồi. Nâng đầu kia lên là bung. Lên rồi. Bung rồi, lên rồi, lên rồi. Rồi anh đứng đấy, anh đứng im nhá. Anh cầm căng dây em ở trên em kéo dây đi này nhá. Không cần, để anh đứng đấy đưa cái đầu cho em luôn. Không, để kéo cái bè vào anh ơi, lên bờ. Lên bờ đi vòng lại chỗ bụi tre đưa cho anh tự kìa. Đúng không? Anh Năm cầm căng dây lên, đừng thả chung. Đây này, em ở trên này em kéo cái. Kéo bè đi. Kéo bè này. Vừa kéo dây điện, vừa kéo cái bè, nặng thật. Anh dưới đấy, đưa. Đây.
Anh cứ cố gắng nâng căng dây đây, thả trùng là lại mắc tiếp. Đây, tự kéo anh kéo dây mà. Bây giờ thì cần kéo lên đến nhà rồi lắp cái bảng điện vào nữa là được. Kết quả. Thôi kết quả này. Kết quả. Kết quả là không muốn biết. Kết quả. Không muốn biết hay là không cần biết nữa. Không muốn biết. Nói chung là lên đến đây là có điện là ngon rồi. Gần đến nha. Gần đến. Cũng thiếu đâu khoảng tầm 20 mét thôi. Không nhiều lắm. Kết quả hai anh em ai là người thua cuộc anh hả? Anh thì thua chắc rồi. Thế thì như nào nhỉ? Thế thì hai người thua thì như nào? Hai người thua cùng chịu thôi. À, đúng rồi. Tưởng là mình anh. Thế được, thế một thằng chịu bia. Cuốn lại cái đây nào ạ? Một thằng chịu bia, một thằng chịu mực là vừa đẹp luôn. Vâng. Hợp lý. Nhưng mà em phải phân thế này này. Tại vì cái này em thua phần trăm nó ít hơn đấy. À. Em chịu thùng bia. Ủa thì mực đắt hơn à? Mực đắt hơn à? Mực quan trọng là con mực bằng hai bàn tay. Đúng rồi, quan trọng là mực to hay mực bé. À rồi, ok, bằng hai bàn tay gì? Vâng. Chả sao, nói chung là cũng hơi đau tí nhưng mà kệ đi. Giờ biết nói gì không, cười thì cứ cười thôi. Lát ăn thì ăn chung, tôi cũng chả thấy sao. Đêm hôm đâu lọ mọ đưa điện về bàn. Đâu đúng kỹ thuật nha. Làm nó chắc. Nó không bị gãy dây. Trông có nghề phết đấy. Chả biết có đúng không. Không biết có đúng không đâu. Các bác có ai làm thợ điện thì mà xem được video này các bác góp ý giúp anh em nhé. Cho anh em đấu lại. Hôm nay thì đấu tạm để có điện đã. Nối xong đoạn này xong ta nối luôn hai cái dây kia vào đây luôn. Đóng điện nó nối bụp. Điện là này cứ phải cẩn thận. Không đi đâu được. Đi đấu điện cho nhà bố vợ đâu rồi. Sau nhà bố vợ lại sáng. Giờ lên đấu ở bảng điện là ok. Bật công tắc. Ở dưới làng nó sáng lắm. Nhìn được. Trong quắc đấy, đèn đường. Đèn đường nhấp nháy. Ngon lành ngay. Bố đâu nhỉ? Đem bố về không nhỉ? Lắp điện mà lại nhớ ngày xưa. Cứ nhà ai mà lắp điện mà lắp kiểu như cả làng thì có phải là như nhà ai cũng lắp xong một lượt đâu. Một hai nhà có thì là lại dành nhau lại đi xem. Đấy, để kéo nhau đi xem. Ngồi đấy ngắm chán lắm chê cái bóng điện. Cái chiều là cứ phải chạy đi. Sau đó buổi chiều bật điện là về. Kiểu như nhà có mấy anh em lại dành nhau. Và tao bật trước, tao bật một hôm. Buồn cười. Ở mình là có điện là vào đầu năm 95, 95, 94, 95 là bắt đầu có điện. Cả làng kéo đến xem. Dưới em mãi 2003, 2004 mới có điện. Một bà vừa nhai trầu vừa thắc mắc bảo quái nào mà cái đèn nó chổng ngược nó vẫn sáng được. Bóng lộn ngược mà vẫn sáng. Cứ ngồi làm miếng trầu nhai ngắm bóng điện xem bóng điện khuya về. Rồi, nền văn minh đã về. Nhanh như vật điện rồi. Sốt ruột. Rồi, ngon lành. Thử cho nào. Bóng rõ to. Này, tha hồ sáng. Nhưng mà bóng sáng này nó trụm quá. Bật xem nào, Thế là anh đóng đâu? Anh bật đi, sợ lắm. Bật đi. Sợ à? Ai cũng mau đóng. Được nhá. Vâng. Một, hai, ba đầu.
Ôi, có điện rồi, con lành. Bóng sáng kinh. Con lành ngay. Ui, nhục cá ngay. Cái đèn thấp. Sướng sướng. Bóng này bao nhiêu watt đây mà sáng đấy nhỉ? 65 rồi. 65 watt à? Trời ơi, tắt đèn pin đi thôi, giờ ai còn cho đèn pin ở quê. Giờ còn dùng đèn pin. Thôi, có điện rồi anh em. Trời ơi. Tiến hành thôi. Tiến hành nấu cơm nữa. Hôm nay liên hoan điện mới nhá. Có điện rồi thì ta nổi lửa thôi. Mặn chắc. Không mặn đâu. Còn anh Năm bỏ rồi mà. Anh Năm bỏ chưa anh Năm ơi? À, chưa. Anh bỏ đâu. Chưa được bỏ thì lại bỏ đây. Ăn chung thì bỏ chung. Mỗi người bỏ một ít. Ướt thì tiêu đấy cũng nhiều. Hành. Mùa đông mà cứ phải nóng này. Cay vào. Anh Nam có ăn hành lá không hay là ăn hành hoa? Ăn hành hoa, anh tự bỏ hành lá rồi. Rau này là thi la mà này. Nói chung là trong đội ông nào càng hiền là càng bị trêu. Thi la mà. Mà trêu được một lần mà thấy không tự ái là cứ thế thôi mà được đà thôi mà. Tiếc là không mua được cà chua. Có cà chua thì đúng điệu hơn. Đúng vậy. Nhưng mà đến lúc bia vào rồi thì cũng quên luôn cà chua. Nhưng đấy có cả cũng được mà không có cũng được. Có cũng được, không có cũng được. Một lon thì đang nghĩ đến cà chua nhưng mà tầm 3 lon là thôi. Đấy gấp được cái gì ăn cái đấy cũng chả cần quan tâm. Đấy nói chuyện mà không ai nghe ai. Lúc đầu đang nói chuyện chung thì sau là mỗi người một câu. Mỗi người một câu chuyện nhưng vẫn cứ khoác vai nhau nói được. Vẫn thấy gật gù. Đấy, bực được rồi anh Nam ơi. Tạm bỡ nốt hôm nay nữa thôi. Ngày mai là anh em cố gắng trang bị đầy đủ, ít nhất là được cái nơi ăn, chiếu chiếc các kiểu mâm bát. Nốt hôm nay nữa thôi. Có điện mà sáng sủa rồi cũng phải văn minh lên tí. Giờ có cái nền còn đỡ, mấy hôm ngồi lên đất trên cỏ. Nói chung là đến làm được tới cái giai đoạn này là cũng bắt đầu ổn rồi đấy các bác. Mọi thứ là nó cũng thành hình thành hài rồi. Ít nhất là cái chuyện mưa nắng là không lo nữa này. Bây giờ lại có điện nữa này. Điện thoại, điện đồ, rồi máy quay, tất cả mọi thứ cần sạc là ở trên này có sạc được luôn. Hàn xì gì thì mai cũng có điện dùng rồi. Mai đi trả luôn cái máy phát luôn tự. Sáng mai để anh về dựng video anh đem về luôn, trả luôn. Đỡ được đi một ngày. Món lòng trâu đang còn thấy thơm mùi cỏ lắm nhỉ. Tao đây chứ. Thơm mùi cỏ. Nó còn đen đấy kêu mà. Đang đen này còn thơm mùi cỏ lắm. Đấy là nó tránh nhỉ. Thơm mùi cỏ thôi, còn anh em hiểu như nào hiểu nhá. Đấy, mất trừ mùi cỏ có cái này này. Đấy. Đấy, món thứ hai. Này chơi toàn đồ đây, xào. Anh Tư nói này em lại xào bên kia. Rồi, cuối cùng thì sau một ngày vất vả, anh em cũng được hưởng gọi là tí ánh sáng. Xong ngồi chắp tay thế anh. Chờ cái gì à? Đây. Vui quá, không nói nên lời khổ. Bảo là ăn uống mà giờ không cái gì uống thì nó cũng khó uống lắm. Hay bị trêu lắm. Kiểu có điện nhưng kiểu
hơi bơ ngơ nhỉ. Trời mắt đấy. Ôi, nói thế thôi nhưng mà chúc mừng nhỉ, chúc mừng nhà thì không nói đâu, mừng anh Thắng. Nhà thì nói làm gì, trên này mới nói chuyện. Từ khi này ta chúc mừng nhau này. Khỏe anh em mời các bác nhá. Các bác mừng với anh em này, hôm nay mới sáng chùa cái con người đấy. Mọi hôm mới làm nhà làm anh em. Rồi, chiến đấu đi. Mời các bác nhá. Mời anh em, mời tất cả các bác. Phê, có điện. Wow, chả ngon nhất hớp đầu. Bia ngon nhất hớp đầu. Tuyệt vời. Thưởng thức. Hôm nay là tính là mua mực khô, mà ra lại đang còn mực tươi. Nên là lấy mực tươi luôn. Nhưng mà anh em ta ăn thì nghe ngọt mà bùi nhỉ. Nhưng mà chú Hà ăn thì không biết thế nào. Em uống với anh sáng kẹo. Anh năm nay đang tập cả kịa nhỉ. Anh thích cà không? Thích cà không? Đây. Cà này. À này thì cà. Không biết mọi hôm anh em ở trên này có chăm sóc anh Năm kỹ không? Mà để anh Năm lên là thấy sáng mai là ông vẫn còn tỉnh lắm. Nhưng mà uống được mấy thì tùy. Hôm qua rồi lại với em là em dụ anh làm được một lon. Hôm kia ở với anh thiếu anh nâng anh mời lên đến miệng mà anh vẫn không uống. Anh bảo là chú mở trước đi, tí anh mở. Chăm sóc ông làm sao mà đi sáng mai là chân này đá chân kia cơ. Để sáng mai lên nó vẫn còn tỉnh lắm. Thôi đợi hôm nào liên hoan lán nha. Cố gắng chục ngày nữa là ta liên hoan. Là mừng tân gia ấy. Có điện rồi thì kiếm thêm anh em thợ làm các cái đồ luồng, đồ tre thì về. Anh em làm bếp, làm chuồng gà cho. Còn ta thì chuẩn bị đi trồng chuối rồi cuốc đất làm vườn cũng nhiều thứ. Đẩy nhanh tiến độ lên để còn thả cá. Chiến mạnh đi chứ. Chiến mạnh đi. Nhiều lắm. Hai lon không hết. Trái. Thử kiểm tra anh Năm đấy. Anh thì cũng có khả năng là dư. Không được phép dư. Dư nó bị thiếu. Em mà đến coi trông được lon, đến lon thứ hai là chối, không muốn uống. Đúng rồi, anh cũng vậy. Trời nắng nó kia hết rồi, nhưng trời lạnh ngại uống. Ăn là chủ yếu. Nắm hết đi con áo. Gần hết bữa ăn đó. Này có điện rồi, ép cho anh uống đi, cho anh tập dần. Tập đi Tết thì đi tiếp khách với anh em. Tết là phải uống nhiều lắm này ạ. Hôm tập rồi đi, giống như hôm, nhiều hôm. Em thấy nhiều hôm anh uống được mà. Lon nữa. Uống thì uống được, nhưng mà sức thì không chịu được. Như vậy là sau một ngày vất vả thì hôm nay anh em đã kéo được điện về các bác ạ. Lúc đầu thì anh em cứ nghĩ là nó xa, loanh quanh đâu đấy thì anh em đã chuẩn bị dây được khoảng tầm hơn một cây số rồi, hơn nghìn mét rồi. Nhưng mà thật ra về lắp lại thì kéo đường dây thì nó hít khoảng tầm hơn 500 mét thôi. Cũng không xa tới mức như anh em tưởng tượng. Lúc đầu thì anh em lấy hai cuộn dây nhưng mà về thì cũng chỉ kéo hết một cuộn thôi. Cho nên là điện thì nó cũng không tới mức là nó yếu quá. Cái bóng điện mà anh em dùng để lắp chiều nay thì đến bây giờ dùng thấy nó rất là sáng. Nếu mà hôm sau em thử đem máy tính lên, nếu mà điện mà khỏe thì có thể là anh em sẽ kéo thêm mạng nữa rồi sẽ ở trên này luôn. Và dựng video, quay rồi dựng luôn trên này. Đấy, để vừa ở và trông trang trại luôn. Cuối cùng thì anh em cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ anh em tự dừng tới giây phút này các bác nhé. Một lần nữa thì chúng em vẫn mong là các bác sẽ ủng hộ anh em bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ cũng như là like video này. Anh em cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bác. Chịu khó tạm bỡ. Tạm bỡ mấy hôm. Ê ơi, làm cái này cho ấm. Có gì đâu. Anh Năm. Rửa chân chưa? Rửa chân chưa? Anh á. Vâng. Anh rửa hôm qua đó. Chưa hôm qua đúng không? Thôi thế được, chưa hôm qua là được rồi. Ngày... Anh giờ chân hay chưa? Anh cũng không nhớ rõ. Ngày hôm nay cũng có làm gì bẩn đâu.
Ngày hôm nay thì cũng đi kéo cột điện thôi mà, có làm gì bẩn đâu. Thôi kệ đi. Rửa hôm qua được rồi. Quá. Các bác nhìn thấy Giang như một đoàn gọi là đoàn văn công, ngày xưa gọi là đoàn văn công. Đoàn văn công. Gió khiếp ở trên đảo. Tôi cái bọn đống chăn lên trên này. Phải vài hôm nữa. Vài hôm nữa là anh em sẽ dừng ván ở dưới ấy, ngủ trên tầng dưới ấy. Còn trên này là để cái nơi gọi là ăn uống, nhìn ra hồ đẹp thôi. Giờ thì tạm bỡ này thôi. Răng đủ các thứ này, toàn là võng đi rừng của anh em. Cứ cho chân vào cái chăn này, đạp cái là sạch thôi. Được là sạch. Được cái tối đi ngủ. Tối đi ngủ thì chân nó còn mốc xề xề, sáng mai dậy sạch tinh. Chăn chăn màu vàng ấy, nó cũng giống cái màu ấy. Đúng rồi. Màu đất ấy. Ôi, anh em ngủ nhá. Anh Tư có ngủ không á? lát để cho ông Tư ông nằm giữa. Ông anh nằm là ống nằm nằm giữa là 2 giờ sáng ông lại dậy. Ôi, anh em chúc các bác ngủ ngon. Tạm biệt tất cả các bác.